khịa cà khịa cà khịa. Quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là chuỗi xe gì con gì cũng đi được rừng mà rất nhiều các bạn mong chờ. Thật sự là ngày hôm nay mình vác hẳn một cô nàng đó là vô cùng xinh đẹp, được mệnh danh là ngực tấn công bông phòng thủ mang tên Wonder Woman. Các bạn thấy chưa, nghe cái tên đã cảm thấy là rất là mạnh mẽ rồi đúng không nào? Ngày hôm nay thì vác vị tướng này đi rừng nhá, với phong cách đó là thực chết rồi. Mất mùa đỏ rồi. Mình check qua thì thấy Nacross tim bàn bước từ rừng tim mình ra và nó mang theo cái con mùa đỏ, và bây giờ mình bị thọt mất rồi. Không kịp lên được level 4 luôn. Ôi, thử xem Nacross kiểu gì nó cũng đang ăn bồ xanh. Thử xem la liếm một cái coi. Không kịp luôn. Quyền Vương ơi, bạn chỉ cần di chuyển nhẹ nhàng ra đây một cái, tức là mình làm một cái mạng nhẹ nào. Ôi, chịu. Ngày hôm nay thì mình cũng mang phong cách Wonder Woman full công cho vị tướng này nhá. Đi rừng lên full công để giúp cho mình có thể farm nhanh hơn và có lượng sát thương khủng hơn. Không biết là các bạn hãy thử chưa? Nếu mà các bạn muốn có ý định thử thì các bạn hãy mang vào đấu thương. Tại vì đây là phong cách mà sẽ khiến cho các bạn đánh khá là chật vật khi mà vác vị tướng này đi rừng. Mình sẽ phải đạt được level 4 đã, sau đó mới đi hỗ trợ cho đồng đội được. Phải cần đồng đội vào trách bụi trước. Đó, phát hiện bò Toro, để xem nào. Có Violet ở đây không? Phát hiện Violet là chúng ta chiến cả hai. Chiến Violet trước nha. Lúc nào cũng phải chọn Violet là mục tiêu đầu tiên. Chạy được đi đâu con dâu, tốc biến làm gì, bạn đằng nào chả chết rồi. Một mạng. Cái chiêu thứ hai của Wonder Woman rất là lợi, và mình sẽ cố gắng sử dụng cái chiêu này chuẩn xác để kéo bò ra. Và đây là mạng thứ hai. Một mạng hỗ trợ nữa. Đi rừng. Đối với Wonder Woman, gánh hiệu quả nhất vẫn là kỹ năng thứ hai thôi. Các bạn có thể lao vào đối phương, các bạn có thể kéo đối phương trở về bản thân. Thằng Na nó lại sang liếm mất cái con bùa xanh của mình rồi. Trời ơi, bực thế chứ lị. Biết ngay mà nó lại liếm mất cái con bùa xanh tôi rồi. Các bạn thấy không? Vác Wonder Woman đi rừng thật sự là nó hơi bị chậm so với Nacross để mà so sánh hai chất tướng này. Thế nên là Na nó đang bắt nạt mình. Được rồi, cứ để đấy. Không biết là lát nữa mình có solo được với nó không? Tại vì mình lên full sát thương mà. Trang bị đầu tiên đi rừng đó là cái kiếm truy hồn nha mọi người nha. Mình lên xong cái trang bị này, sau đó là mình sẽ đáo một trang bị dày. Dày chắc có lẽ là dày Hermes. Lúc thời điểm đầu game để mình đi ganh dễ hơn. Dày Hermes đi. Sau đó là em tới đây. Violet cả bảo Toro, mỗi người còn siêu máu tôi. Bò tránh xa cuộc đời của nhau ra, khổ lắm, cứ dính với nhau làm gì. Này thì bò Toro này thêm cả Violet này, xin một mạng áo. Rồi một mạng. Tiếp tục mạng thứ hai. Mạng thứ hai là mạng thứ ba cái. Này thì Nacross này. Ê thôi. Mất nét thật sự chứ đùa. Trời ơi, ăn được hai mạng một cái. Quyền Vương nó xuống canh nhanh quá. Sau cái trang bị dày xong thì mình sẽ đóng là thương xin phá nha. Phức cập kiếm. Và tiếp theo là một trang bị xuyên giáp nữa là kiếm Muramasa. Trang bị cuối cùng là anh Fania, hoặc là các bạn có thể lên giáp hộ mệnh. Đấy. Sau khi các bạn lên xong như thế, mình đảm bảo các bạn không ngán xạ thủ là cái gì luôn. Nếu các bạn nắm cái chủ thế chủ động tấn công đối phương thì chắc chắn các bạn sẽ nắm cái quyền chiến thắng. Đường dưới đánh nhau liên tục và mình sẽ có mặt ngay lập tức đây. Trời ơi, toàn yếu máu thôi kìa. Wow, nhìn sơ qua thì Violet rồi. Chiêu 2 trước đã. Móc được ai thì móc được một mạng. Nào, đi đâu mà vội. Phát này bị đi trời từ Violet trước nha. Violet ơi à. Chạy được đi đâu có sâu. Violet bằng trụ luôn. Trời ơi, 4 mạng rồi. Máu của mình thì thật sự là nhìn rất là mỏng. Máu của mình các bạn nhìn thấy rất là mỏng đúng không? Nhưng mà bù lại cái thì sát thương của mình rất là lớn. Mỗi tội là team mình bây giờ quăng trụ quá.
Này, cái rốt nó cơ động này rất là khó tóm được. Trời ơi, mỗi người quăng một cái trụ thế này. Đấy, thôi thôi, để mình ra xử Nagrod này. Na ơi, chiêu 2 móc Na chuẩn đét và Na có bốc hơi. Di chuyển luôn lên đường trên nha, đường trên đang có Vanen ở đấy. Đấy, Vanen đi này. Cái tầm này thì ngán Vanen làm cái gì đâu. Chạy chưa? Bạn chạy đi đâu? Có mặt chạy lên huyệt đi. Lên bảng nốt đi. Ăn ké nhục không dừng. Uầy, chơi như thế gọi là ăn ké các bạn. Thế chả nhẽ là đồng đội của mình đang đánh nhau với Nagrod trong mình ngoảnh mặt đi để cho đồng đội mình đánh nhau, đồng đội mình chết. Úi trời ơi, đánh thế mà kêu ăn ké được thì mình cũng chịu bạn ấy luôn. Chả nhẽ còn xíu máu, chả nhẽ mình không lại ra giết để cho phí phạm của trời. Quyền Vương ơi, máu mỏng này, Quyền Vương máu mỏng. Úi trời ơi, xiên cho một cái bị loài ruột chạy được đi đâu. Chiêu cuối đây, khống chế lại và sau đó chúng ta sẽ băng trụ luôn. Nên nhớ là mình cũng rất là mạnh trong cái công việc đó là băng trụ. Các bạn có thử thách nào như đặt ra bên dưới phần bình luận giúp mình nha. Mình sẽ cố gắng thực hiện cho mọi người. Chỉ ở mức danh không có cấm chọn thì mình mới có thể là pick được những vị tướng này dễ dàng và mang trừng trị. Chứ không thì chả có ai nhường cho mình đâu. Thường thường trong một đội hình các bạn nhìn thấy Wonderman, các bạn đã cảm thấy là khổ sở rồi. Nghe thì Wonder là biết ngay team kia cứng rồi. Trong trận đấu này không biết là team bạn có để ý cái độ cứng của mình hay không. Nào, tiếp tục nhá. Ui trời, đường dưới này. Lần nào xuống cũng thấy đánh nhau. Lần nào xuống cũng lại phải ăn mạng. Kéo Violet ra chỗ này. Một mình là của Violet một mạng. Cân luôn cả bò lẫn cả Vanen. Chấp cái kéo tiếp này và công việc còn lại là chúng ta sẽ xử lý cả hai người nha. Ui thằng bò nó trâu thế. Trâu thì lâu cũng chết. Trâu này Vanen. Ui hú hồn. Cái hồn nó còn nguyên. Ui trời ơi, xít nữa thì mình bốc hơi các bạn ạ. May là có John Tất Rung gửi tặng cái chiêu cưới cho Vanen. Chị đây, chị đẹp, chị có quyền. Đấy là câu nói của Gondorvan. Thời điểm này team mình vẫn chưa thể ép được trụ. Mọi người có thể nhìn thấy là chắc vẫn phải đợi chờ thời cơ thôi. Team mình lép vế quá. Lép vế này chắc chắn là do lỗi của mình rồi. Do đánh Wonderman thì khó ép được trụ. Team bạn 3 cái trụ vẫn còn nguyên kìa. Thôi, cố gắng đánh để đợi đến cuối game. Khi mà đồng đội mình cũng xanh thì chúng ta sẽ dồn đối phương về thế combat. Chứ còn team bạn là một đội hình quá cơ động. Nagrod nó đi đảo đường liên tục. Ê, từ từ. Có Vanen ra chào hỏi bạn ấy cái. Ra đây bạn khỏe không? Kéo chuẩn xác rồi, là solo thẳng với Vanen luôn. Cái tầm này ngán gì đâu. Có cái chiêu cuối đây. Chiều cuối. Tiếp tục ra lại móc thêm phát nữa đấy. Hết chạy. Lại được thêm cái con bồ đỏ từ chân. Mình cứ ăn mạng. Xong rừng bên kia cũng xử lý rừng team mình luôn. Tính ra mọi người có thể nhìn thấy là hiện tại mình đang ăn 9 mạng và hỗ trợ 6. Tổng mạng của team mình là 15 mạng nữa. Các bạn cộng vào cái chỉ số của mình thì chắc chắn là mạng nào của team cũng có cái sự hỗ trợ của bản thân luôn. Qua đây chưa? Đâu hiệu quả nó đi cái... Ui, một xiên kìa. Violet nhìn máu tụt đã cực kỳ. Ui, hay quá, lại mạng hỗ trợ. Chiến nó luôn. Ông kịp kích hoạt chưa cuối ạ. Ôi sao phải toang rồi. Toang rồi, trời ơi, toang rồi. Toang. Xong tươi rồi. Do đường trên sấy bò Toro không xi nhê. Có lẽ như là một pha giao tranh của team mình đến đây là chính thức là bị toang. Căng quá. 17-19 rồi. Về điểm ạ à gục thì nó sát. Sát khít nhau. Nào, giờ chỉ kéo chuẩn xác Vanen thôi. Nhưng mà nó có bò Toro hỗ trợ mới cay trời ơi. Ôi, Nagrod còn tuyên bố anh cân cả. Ui sợ thế. Ôi thôi 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 bình tĩnh. Ây, ném nó vừa vai phải thôi. Ây giời ơi. Không kịp về, một đi không trở lại. Trận đấu này là tạm thời mình đang để team bạn có Nagrod gáy rất to à. Một mình Nagrod cân cả cái trận đấu này rồi.
Các bạn thấy từ đầu trận đấu đến giờ mình chưa lên một đồ thủ nào luôn. Hầu hết những trang bị của mình đều là trang bị gây sát thương. Lát nữa ấy, cuối game thì mình sẽ bán đồ đi để cho phù hợp với trận đấu. Mình sẽ lên đó là cái giày hộ vệ nhá. Bán giày Hermes để lên cái giày hộ vệ. Tại vì là cuối game chúng ta không cần giày Hermes làm gì. Giày Hermes nó chỉ giúp cho bản thân mình, đó là thời điểm đầu đó là đi gank tốt hơn thôi, giúp cho mình cơ động hơn thôi. Những cái trận đấu như thế này các bạn đừng có nản sớm làm gì. 30 chưa phải là Tết. Sau đêm 30 mới là Tết cơ, còn nước còn tát. Mà hết nước thì chúng ta đổ thêm nước vào chúng ta tát. Ôi đừng có đi hướng đấy bạn ơi. Ờ chịu rồi. Di cho lần cầu này thì chịu rồi. Ôi dồi ôi, thôi. Trong cái tình hình này lại phải thủ trụ rồi. Cái thế này lại phải thủ trụ khó khăn đây này. À chén nó luôn. Chén luôn, dăm ba hai xạ thủ ấy. Một bình cân hai xạ thủ là chuyện hết sức bình thường. Một bé sinh tiếp tục, đây là bé từ ai. Ui Nacross đây, thay em cái coi. Rồi mùa gắt thế này sao chơi nổi. Đúng thật, Nacross nó có cơ sở để nó tuyên bố từ đầu game nó là nó cần, nó gáy sớm các bạn ạ. Khéo chơi những cái trận đấu như thế này cảm thấy căng thẳng hơn. Từ từ bán cái giày Hermes đi để lên cái giày hộ vệ thôi. Chứ Nacross nó chém như kiểu nó chém chuối thế này thì. Sau đó thì mình sẽ nâng cấp nốt cái trang bị đi rừng đi nha. Hiện tại là mình tích đủ 20 điểm rồi từ cái kiếm chi hồn. Lại ảo tưởng rồi, trời ơi. Ui, hai xạ thủ team bạn kìa. Mỗi người còn xíu máu này. Ui dồi, Violet ơi đi đâu ơi, Violet ơi. Việc nhẹ lương cao, chạy đi đâu. Trời ơi, việc nhẹ lương cao, đúng một kỹ năng ở một mạng. Giờ phải tóm cổ được thêm cả Van lên. Team bạn ăn tà thần bây giờ thì mình chịu. Ui trời ơi, nó đẩy lén thế kia thì chịu rồi. Van hên đồ ta. Van hên đâu rồi. Van hên ạ, à? Này thì Van này, Van hên ạ, à? Mình có chiêu cuối đây, chạy đâu có sâu, chiêu cuối, chết. Lượng sát thương rất là lớn. Cứ ép trụ lên cao đã nha, ép lính lên cao đã. Căng thật sự mọi người ạ. Rồi Zamba thì Nacross thì mình chịu, mình không bắt được. Giết tạm bò Toro cái này. Đây là 13 mạng rồi và mạng này là mạng thứ 14. Nacross ơi, trời ơi nó đẩy trụ thế này, nó đẩy lính thế này. Mệt thật sự, team mình đang chơi theo kiểu phong cách đó là chơi theo phong cách team bạn. Team bạn dắt mũi rồi. Được cái hiện tại team bạn không chủ động ăn cái con tà thần. Thôi bây giờ chúng ta chỉ cần quan tâm đúng là một pha combat thôi. Giờ chỉ có cố thủ ở nhà đợi sai lầm của team bạn. Một sao thôi các bạn ạ, mình sẽ không quăng cái sao này đâu. Nacross lại, ui trời ơi, tôi xong tôi rồi, Gidu ơi. Bạn lên cao tiếng này cho chơi nổi với thằng Na nó. Lại bốc hơi rồi. Thủ trụ là công việc mình cần phải làm ngay lúc này. Team thì cả team đi đuổi Quyền Vương ạ. Trời ơi, cả team đi đuổi Quyền Vương, nó đẩy nát nhà tới nơi rồi mà không chịu ai về. Ơ Van Hên, Van Hên à, bạn đi đâu hả, chạy được đi đâu, xử lý Van Hên trước đã. Van Hên bốc ơi, từ từ nha. Ui, đồng đội mình về rồi, cứu, help me. Này thì Nacross, Na ơi là Na, mình còn giáp bộ mạnh nữa.
Thắng ngược anh em cố lên. Này thì bò Toro chạy đi đâu? Một xiên nữa Violet ơi, là Violet nè. Ui, quét sạch. Trời ơi, một pha combat nó gọi là vớ vẩn nhất cái thời đại này. Team mình mất hai đường lính siêu cấp và team bạn chủ động tấn công vào team mình và team bạn bị quét sạch ngược lại. Bây giờ là còn mười mấy giây nữa, người của team bạn mới ra. Chắc có lẽ là đẩy được các bạn ạ. Khi mà lính lên với tốc độ đẩy của John thì giật cực kỳ là cao. Mình sẽ làm cái nhiệm vụ đó là ngăn chặn không cho đối phương ra thủ lính nha, dọn lính nha, để cho đồng đội bắn thẳng vào trụ thôi. Bắn thẳng nhà chính đi bạn ơi. Thắng đến nơi rồi. Thắng. Ok, video clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Một trận đấu thắng ngược vô cùng là mệt nhọc. Nói chung là cũng khá là mãn nhãn với phong cách Wonder Command đi rừng và cho dạy cho Darkroth team bạn một cái bài học gáy sớm ăn gì. Gáy khá là sớm. Ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã cố gắng theo dõi video clip. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Tạm biệt mọi người. Bye bye.